Mình sẽ review chọn người về cái phòng mà mình ở khách sạn Sheraton với chương trình về quý tử VinFast nhé. Mình ở phòng 607. Đây. Khách sạn này nghẹn trang cũng vắng rồi. Về Sheraton nhá. Hải phòng 5 sao nhá. Đây, mình ở phòng 607 đây. Mình ở cùng một cô em nữa CEO của VinFast nhá. Nhưng mà ăn đi đâu rồi xong khu các em lại đi uống cà phê rồi. Mình tìm mình trả cho ông nào xuống đi cả. Thôi. Đây là tắm trước này. Đấy, vệ sĩ các kiểu này. Điện thoại này. Giấy vệ sinh này. Có hai cuộn cơ. Còn đây là phòng tắm này. Phòng tắm. Có hai căn tắm thì mình tắm lúc đi ăn rồi. Đây. Ngồi xem các kiểu đây. Đây là ba bình nhựa tắm này, rồi gội đầu với là bình nhựa, nó biết được bình gì luôn. Mình tắm này, mình có thử tắm lúc nãy rồi thì mình thấy cái nước ở đây khá là, nó có cái mùi thuốc tẩy nhá, có mùi thuốc tẩy, đó, thế là nó nước cũng không nóng lắm. Cái tiếng xèo xèo này mình đang làm cái bồn để tắm sục anh ạ, cho nó gì lấy. Nước cũng không nóng lắm đâu anh ạ. Nước không nóng lắm. Còn đây là cái nước uống này này. Có trong này có nước uống này để trong nhà xí. Đang có 3 chai nước uống nhá. Đây một chai này. Nếu mà thiếu quá thì đun nước pha trà ở đây. Cái này chắc là miễn phí đấy. Cái trà này là miễn phí nhá. Đây trà miễn phí đây. Có cái bánh mì đang ăn dở. À, tủ quần áo con này chắc là đựng đồ chẳng có gì đâu. Đây con kéo ơi, để áo choàng với là két có à, đây quần áo thằng cu em. Quần áo thằng cu em có tủ lép nhá. Rồi đây là tủ lạnh em. Mình đang để bánh mì đây anh ạ. Sáng đi cứ các bạn bánh mì luôn. Không có nước gì nhá. Rồi đây là tivi. Điều khiển tivi này. Cái ví thằng cu em. Kính của thằng cu em đây. Sách. Đèn này. Đèn này bật cửa đéo gì nhỉ. Đèn này bật cửa gì. Không biết cái đèn này bật cửa gì luôn anh ạ. Từ đi ăn nước bánh mì đã. Vừa quay vừa ăn chứ. Nhiều ngăn lắm. Quan trọng cái phòng này nó có cái view bá đạo luôn anh ạ. Cái phòng này view của nó nhìn ra ống khói. Cái này sáng mai mình quay nhá. Tối rồi có nhìn ra nhưng mà đại khái nó chỉ nhìn được tí này thôi. Ở phòng cuối rồi thôi luôn. Hai dậy ngủ rồi. Đen ngủ. Chăn kéo. Chăn nhìn mênh mông luôn. Vâng, thì êm nhá. Đấy. Chỗ nào đâu thì đang kéo nhỉ. Cái đồ của mình này. Đang kéo. Đang kéo rất nhiều luôn. Thu giác. Ghế. À. Quả đèn dẫm chân. Cái phòng này mình phải ấn tượng nhất là cái quả view ban công nhỉ. Nhìn con mẹ nó ra luôn cái gì nhỉ? Cái ống khói vãi cả đạn. Buổi tối nhìn nó còn đỡ anh ạ. Chứ ban ngày nhìn nó thảm họa luôn. Đây, hay điều hòa đây, mình để nhiệt độ thấp nhất là 12 độ. Rồi đang chờ để tắm bồn. Tủ này chắc là tủ gì đây, chả biết. Đây là tủ dép này. Thằng cu em này nó cũng cẩn thận, nó mang hai đôi giày, quần áo các kiểu. Thì cầm hai chai ra nó uống ấy. Ông mẹ đi liên hoan trong túi thắt nước chết mẹ luôn rồi. Uống cũng, mình cũng không uống bia giọt gì. Chứ nó ăn thôi. Mang cốc vào tí hai thằng uống.
đấy, xe đa tần đấy, có logo của xe đa tần này. Sao tôi nghĩ mình đang ăn ở đâu nhỉ? Ôi trời ơi, ở khách sạn làm sao nhà anh nghĩ trước anh thì mình sẽ làm một video sau nhá. Đây là sơ đồ. Trong này à, có mấy sợi nữa này. Mấy sợi xịn nhá, nặng lắm. Khăn mặt, ghế ăn. Cái này chắc là gì bàn chải à? Bàn chải được không ạ? Nhiều gương lắm này, một cái, hai cái. Cái cửa ra vào là gương 4 5 5 cái gương. Đấy, theo cái tranh này. Thật sự mình cũng không biết cái phòng này là bao nhiêu tiền tối rồi anh ạ. Được tặng thì cứ thế ăn thôi. Cái này để ghi feedback này. Đèn này chắc phải bấm lên này. À, cái công tắc ở dưới này. Ủa quê vãi công tắc này. Rồi, đấy, đèn này. Quay tranh một vòng các kiểu luôn này. À. Đấy. Thế rồi. Không còn gì để giới thiệu nữa anh em. Đợi chi nó tắm. Thực ra các cái khách sạn mình thích nhất là tắm ngày này. Thì thời gian nó đầy, nó mất khoảng 20 phút. Mình thích đi khách sạn, mình thích tắm ngày thôi. Nhưng mà đây sụp nghe sướng lắm. Chứ đi cà phê biết thì tôi sáng mai đi. Cái này để mình tính mấy. Ok. Bạn nào thấy video hay thì nhớ các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh nhé. Mình được cả kênh TikTok nữa. Các bạn tìm kênh TikTok là Bạn Nóng Index nhé. Mình sẽ làm clip ngắn chỉ từ 30 giây thôi, 1 phút. Ông nào chơi clip TikTok à cái clip YouTube dài thôi. Hẹn các ông TikTok. Ok, xin chào và gặp lại trong các video tiếp theo. Rồi, quả view buổi sáng ấy. Ôi trời ơi, năm sao. Buổi tối thì nhìn lung linh vãi đạn buổi sáng ấy. Ống thông gió đây. Cái này bơm. Cái hệ thống này mình đoán chắc là hệ thống kiểu hút mùi, à hút gió thông, gọi là thông phòng các kiểu cho nó đỡ bí ở khách sạn. Đây motor bơm của nó đây. Chỗ này thì nhìn được một góc cái tòa của Hoàng Huy Group nhá, của bác Hạ. Bác Hạ này bác có sẽ có trên chứng khoán là sẽ có mã HS và TCH nhé. Mã này cũng khá nổi tiếng rồi. Anh em lái lượn kinh. Ở dưới này là đường cao tốc thì phải. Thực ra chỗ này thì mình quay cao vẫn nhìn được đường ấy. Nhưng này không ổn. Này. Nhìn ra các cái mỏm nhà cũng hệ thống lạnh. Đây. Tối nhìn thì cũng đẹp. Cái kính này nó phản quang ấy. Đẹp. Nhưng ban ngày mở ra thì hai anh em vào mở phòng cái nhìn ối rồi ôi luôn. Ăn tầng 4 nhá. Vâng. Đây cho anh em xem quả đèn ở bên Sheraton này. Bên này thì họ dùng cái bóng sợi đốt nhưng mà như là lõi là wolfram chẳng. Đây ấn vào đây. Thực ra tối mình cũng chẳng bật cái này. Đấy. Công tắc đạp như thế chắc là đi ngủ để muốn đỡ phải chạy ra thì lấy tay ấn rồi. Đây có hai quả đèn bàn nữa đây. Quả này giống Somerset kia. Đây công tắc này. Ra ông nào có súng ảo thì bật thế cái này nên lấy cái tông nó vàng vàng ấy. Đó. Bên này là đồ của ông em đi cùng mình uống khói. Thôi hết rồi. Quả view ối rồi luôn. Thực ra cái này thì cũng hên xui rồi. Nó mất trên tầng 7 thì sẽ không dính này đâu. Cái tầng mình có trên này thì không bị này. Đó. Nhưng mà cái dưới này hình như là nó ăn chung với hạ tầng của cái Vincom ấy, thì là nó sẽ có cái tường bao như này.
Tại vì cái tòa này mình thấy là nó nằm luôn trong khuôn viên của Vincom này, cũng có showroom của VinFast này, Vincom, rồi cái mặt này luôn. Chắc là hai bên này là đối tác chiến lược đó. Tại mình đi sự kiện của VinFast thì đa số là ăn thì cũng do bên Sheraton nấu nhá. Đó. Thì tí nữa tầm 9 giờ thì anh em mình check out, 7 rưỡi ăn sáng xong cho mọi người đi mua đồ quà tiếp, hoặc là trải nghiệm các cái thức ăn food của Hải Phòng, bún cá rồi bánh mì dân tổ các kiểu đó. Tí mình đá xuống kia xem có gì không mua. Đó. À, view cái mặt trước của Sheraton này nữa. Rồi 11 giờ lên xe đi về, kết thúc hành trình với VinFast ở đây.